Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này. Đầu tiên chúng ta để ý kỹ nha. F ở đây á, chúng ta là x bình phương, bên đây cũng là x bình phương. Cộng lại hai cục nó ra là x bình phương. Có nghĩa là fx ở đây, hệ số cao nhất bắt buộc phải là ax cộng b. Tại vì khi chúng ta thấy cái cục này nè, và cái cục này vào đây, thì chúng ta cũng giữ nguyên x bình phương. Như vậy, chúng ta sẽ thấy fx là ax cộng b. Và bây giờ chúng ta có hai cục như thế này. Thì chúng ta thấy hai cục vào cái phương trình này. Thì chúng ta sẽ có là a nhân cho x bình phương cộng x cộng 3 cộng cho b và 2a nhân với lại cái cục này cộng với lại 2b. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta sắp xếp lại. Đối với x bình phương thì chúng ta sẽ có a với lại 2a. Tiếp tục, đối với x chúng ta sẽ có a nhân 1 trừ 3 nhân 2a là 6a. Tiếp tục, chúng ta có 3a cộng với lại 2 nhân 5 là 10a cộng cho b cộng cho 2b. Bây giờ chúng ta rút gọn lại. Cái này là 3a. Cái này là trừ 5a. Cái này là 13a. Cái này là 3b. Tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ so sánh hệ số ở đây. Ở đây chúng ta có x bình phương. Ở đây chúng ta có x bình phương. Như vậy 3a bằng 6. Tiếp tục, trừ 5a bằng trừ 10. Và 13a cộng 3b sẽ bằng số 17. Như vậy, ở hai cái cục đầu tiên, chúng ta đã tính ra được 6 chia 3 chính là 2, trừ 10 chia cho trừ 5 là vẫn là 2. Như vậy là thỏa mãn. Như vậy, chúng ta sẽ lấy cái số a bằng 2 này, chúng ta thế vào đây để đi tìm giá trị b. Thì ở đây là số 26. Sau đó chúng ta lấy 17 trừ 26. Chúng ta tính ra được cái cục này. Đó chính là trừ 9. Như vậy B ở đây sẽ bằng trừ 9 chia cho 3 bằng trừ 3. Như vậy sau khi chúng ta tính được trừ 3 và số 2, chúng ta sẽ hết cái cục này vào đây. Và để nó đi tìm giá trị F85. Chúng ta thấy số 85 vào đây. Và chúng ta ra kết quả cuối cùng. Đó chính là 167. Và mình chọn câu này câu B. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.